Không biết rồi chị. Ủa chị đi tới 7 triệu đồng rồi. Thank you.
Trang chưa ăn đúng không? Dạ, em chạy xe nữa chị. Kêu Chí lên chạy xe về chứ ăn xong chưa? Em cứ xuống đi. Dạ. Như ăn xong rồi nhưng mà chắc là tự không có khách. Em xuống đi. Dạ. Ủa chứ ăn lâu rồi đó chị. Chứ ăn gì mà lâu rồi đó. Ăn xong rồi ngồi xuống cơm. À hay rất lắm. Răng. Hả? Răng. Ăn xong tự nhiên coi thay thế cho người khác thôi chứ. Còn ngủ nó 88.